Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, hai lúa sẽ trình bày cho các bạn những cái hệ thống trong ngân hàng. Thì các bạn nhìn hai cái sơ đồ này, trong ngân hàng sẽ có bao gồm hai cái hệ thống chính cùng tồn tại song song. Một là hệ thống core banking, hai là hệ thống chúng ta có thể tạm gọi là ERP thì hệ thống co banking là một trong những hệ thống rất quan trọng của ngân hàng tại vì tất cả các giao dịch ngân hàng đều phải được thực hiện qua hệ thống co banking chúng ta có các cái hệ thống con trong đó ví dụ như là hệ thống thanh toán hệ thống data warehouse hệ thống bi và hệ thống co thẻ dùng để xử lý thẻ còn đối với hệ thống ERP, nó là những hệ thống quản trị doanh nghiệp bình thường thôi. Thì bản thân ngân hàng họ cũng là một doanh nghiệp mà, cho nên họ cũng sẽ cần những cái quản trị, những cái quản lý về mặt doanh nghiệp. Thì đối với hệ thống ERP chúng ta sẽ có những hệ thống liên quan tới nhân sự, liên quan tới thành chánh kế toán, liên quan tới tài chính, liên quan tới quản lý thông tin, quản lý dữ liệu, quản lý tài liệu vân vân, chúng ta hay gọi là KMS knowledge management system và cuối cùng là một cái hệ thống khá là quan trọng đó là một hệ thống KBI giữa hệ thống ERP và hệ thống Core banking nó sẽ có cái sự liên hệ với nhau tại vì liên quan tới các hoạt động của ngân hàng chúng ta sẽ luôn có những cái thông tin những cái dữ liệu được truyền qua truyền lại để mà xử lý ví dụ như là các bạn thấy KBI ví dụ như vậy chấm điểm KBI thì phải phụ thuộc vào hệ thống Core banking để mà truy xuất dữ liệu hoạt động dữ liệu bán hàng dữ liệu huy động, dữ liệu cho vay để mà đánh giá nhân sự ví dụ như vậy. Thì hai cái hệ thống của ngân hàng này, hệ thống core banking và hệ thống ERP, hai hệ thống luôn tồn tại song song với nhau để mà đảm bảo được cái hoạt động của toàn bộ một doanh nghiệp. Ở đây doanh nghiệp là ngân hàng. Chúng ta cùng đi sâu vào từng cái nội dung. Đầu tiên là core banking thì co banking là cái hệ thống có thể nói là quan trọng nhất của ngân hàng kết nối mọi hoạt động của ngân hàng và giúp cho ngân hàng phát triển kinh doanh thì co banking bản chất các bạn nên hiểu đó là một dạng dbms database management system bản chất co banking các cái hoạt động các cái transaction vân vân cũng chỉ là một hệ cơ sở dữ liệu thôi và cái cốt lõi đầu tiên của một cái co banking đó là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chúng ta có các giảng hiệu co banking ví dụ như là Infosys, ví dụ như là FIS, ví dụ như Oracle và một trong những cái co banking rất là nổi tiếng ở Việt Nam đó là Temenos T24, chắc các bạn cũng đã từng nghe rất là nhiều. Co banking thực sự là một cái hoạt động rất là phức tạp, một cái cơ cấu rất là phức tạp. Thì chúng ta coi xem co banking nó có những cái cấu trúc như thế nào đầu tiên là các bạn thấy là có trúc lỗi, có trúc lỗi đó là những cái hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng nhưng mình đã trình bày ở các bài trước ví dụ như là các hoạt động về thanh toán, các hoạt động về tài khoản, các hoạt động về cho vay, các hoạt động về uh, mở tài khoản vân vân. Đó rồi tiếp theo là những cái phần mềm tích hợp nội bộ những cái hệ thống những cái phần mềm được tích hợp nội bộ ví dụ như những hệ thống CRM, hệ thống data warehouse, những hệ thống liên quan tới việc là fraud analysis, phòng chống giao dịch đáng ngờ vân vân. Ngoài ra thì bản thân ngân hàng cũng sẽ có những cái lớp tích hợp bên ngoài tức là ngân hàng vẫn phải có sự giao tiếp, vẫn phải có sự giao thương với các cái bên thứ ba. Thì dẫn tới là chúng ta thấy một không phải ngân hàng là bế quan tỏa cảng chỉ có một mình mình chúng ta phải luôn có sự giao thương có sự trao đổi thì những cái lớp này để làm cái gì những cái lớp này các bạn thấy từng lớp từng lớp từng lớp nó được tách bạch với nhau để mà làm sao bảo vệ được cái lõi bên trong cái cốt lõi quan trọng nhất có tấn công chẳng hạn có bị hacker tấn công chẳng hạn thì chúng ta có thể thực hiện là ngắt kết nối giữa các cái lớp rất là dễ dàng đảm bảo an toàn được cái hệ thống lõi ở trong thì ở đây các bạn thấy thật sự là hệ thống core banking không phải là một cái hệ thống dễ dàng hack vào các bạn có thể thấy là chúng ta đôi khi chúng ta thực hiện chúng ta bị mất số tiền đúng không chúng ta bị mất tiền trong tài khoản thật ra nó thông qua những cái đường ví dụ như thẻ thẻ bản chất nó cũng chỉ là một cái hệ thống tích hợp bên ngoài hay là hệ thống tích hợp bộ thôi chứ nó không phải là một cái hệ thống mà trực tiếp vào co banking các bạn thấy rất hiếm trường hợp xảy ra rất 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 hiếm luôn là chúng ta bị hắt vào tài khoản các ngân hàng mà đã bị hắt vào lỗi luôn rồi thì thật sự nó sập cả cái hệ thống quản trị bảo mật nhưng mà thật sự chúng ta làm gì thì làm, chúng ta chỉ cần làm gì? Rút điện, rút dây mạng là chúng ta có thể ngắt kết nối rồi chúng ta đâu có cần phải suy nghĩ gì đúng không ạ? Khi bị tấn công thực sự điện hoặc là cúp kết nối là tự nhiên là tự nhiên mọi thứ nó rớt à, cho nên là thực sự chúng ta có thể rất là dễ dàng mà quản trị miễn là làm sao chúng ta bảo vệ được cái lỗi bên trong. Tiếp theo là nói về hệ thống data thì đầu tiên là hệ thống core, nó bản thân như hồi nãy mình đã nói, đó nó là một dạng DBMS. Thì bản thân core banking nó là một hệ thống dữ liệu rồi. Tuy nhiên, á, cái hệ thống core banking này nó chưa có được hoàn thiện về mặt cấu trúc, về mặt liên kết. Chúng ta hay có những cái ERG chẳng hạn. Thì thật sự core banking, cái mức độ liên kết về mặt dữ liệu nó khá là rời rạc cũng như là cái cách quản trị dữ liệu của core banking nó chưa có những cái giao diện uh, xử lý những cái data mà dễ dàng chúng ta có thể mang về chúng ta phân tích. Thì lúc đó chúng ta mới cần một cái data warehouse. Cái data warehouse nó giúp cho chúng ta tổng hợp lại, phân loại, sắp xếp cái dữ liệu trên core banking thành một những cái chuẩn, thành những cái phân nhóm, phân loại thành những cái nhóm dữ liệu để mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta truy xuất và xử lý. Và cuối cùng là những cái phần mềm tích hợp vào Ví dụ như các bạn thấy có CRM Chúng ta có Business Intelligence Hoặc là chúng ta có những cái công cụ phân tích dữ liệu Ví dụ là Table Blow chẳng hạn rồi ngoài ra các cái hệ thống cần truy xuất ví dụ như là KPI người ta sẽ không thực hiện dữ liệu trên co tại vì sao dữ liệu trên co nó là những dữ liệu rất chưa được xử lý một cách dễ hiểu có nó chưa được sắp xếp phân loại cũng như là dữ liệu trên co là những dữ liệu rất là phải đảm bảo an toàn cho nên là chúng ta thường sẽ sử dụng một cái lớp trung gian là data warehouse để mà chúng ta xử lý tiếp theo là hệ thống xử lý thanh toán hệ thống xử lý thanh toán chúng ta là những cái hệ thống kết nối ngân hàng với các cái cổng thanh toán với ngân hàng nhà nước chúng ta ở học ở bài thanh toán chúng ta thấy là chúng ta sẽ có những cái hệ thống liên quan tới CITAT, liên quan tới napas những hệ thống thanh toán quốc tế ví dụ như là hệ thống điện swift chẳng hạn hệ thống kết nối với swift chẳng hạn thì chúng ta phải có cái kết nối giữa ngân hàng và các cái hệ thống đó thì lúc đó user người dùng khách hàng vân vân người ta sẽ yêu cầu ngân hàng thực hiện các giao dịch thanh toán đúng không ạ chúng ta có thể giao dịch thanh toán tại quầy chúng ta giao dịch thanh toán tại uh, online thì những cái đó nó sẽ thông qua những cái hệ thống thanh toán để mà xử lý hệ thống thanh toán thẻ Hệ thống thanh toán thẻ là một trong những cái hệ thống thanh toán đặc thù của ngân hàng. Các bạn thấy chúng ta có những cái hệ thống thanh toán thông qua cổng thanh toán vân vân nhưng bản chất ở phía sau cổng thanh toán cũng chỉ là ngân hàng mà thôi. Thì ngân hàng là một trong những đơn vị mà xử lý thanh toán của gần như là của rất của cả một quốc gia đấy. Ở đây các bạn thấy là hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng chúng ta sẽ có các thành phần đầu tiên là customer là người yêu cầu thanh toán nè. Merchant tức là cửa hàng Ví dụ như là các bạn thấy siêu thị, uh, trung tâm thương mại, vân vân nó là những cái Merchant. Acquirer là ngân hàng xử lý thanh toán nha các bạn. Ở đây các bạn nên hiểu là lúc nào cũng phải có ngân hàng để mà tham gia vào quá trình xử lý thanh toán. Chứ không có bất kỳ một tổ chức nào có thể tự tiện xử lý thanh toán được. Card Association, ví dụ như là Mastercard, Visa, hoặc là nội địa chúng ta có NAPAS. Và Issuer, tức là ngân hàng phát hành thẻ thì ở đây các bạn thấy là Acquirer và Issuer nó có thể là hai ngân hàng khác nhau hoặc là cùng một ngân hàng các bạn thấy là cái việc thanh toán chúng ta sẽ qua các bước sau đầu tiên là khách hàng yêu cầu Merchant để mà thanh toán ví dụ như các bạn vào siêu thị sau khi các bạn mua hàng rồi thu ngân, nhập liệu, bill rồi thì chúng ta sẽ yêu cầu thanh toán thẻ đúng không ạ thì lúc đó khi mà các bạn quẹt thẻ vào cái máy POS cái máy quẹt thẻ sẽ có một cái lệnh yêu cầu bên phía ngân hàng Acquirer thì ngân hàng Acquirer là những cái ngân hàng mà cung cấp cái máy các bạn nhìn trên thị trường nó có những ngân hàng ví dụ như là vietcombank, BIDV, agribank, vietin, sacom, techcom ví dụ như vậy những ngân hàng đó nó sẽ thông qua những tổ chức khác association để kiểm tra coi cái thẻ đó có hiệu lực hay không có ok hay không cũng như thông báo cho issuer là đây có người muốn thanh toán để kiểm tra dùng tài khoản hoặc là hạn mức tín dụng đối với thẻ tín dụng coi có đủ hay không rồi phản hồi lại mới là ok mọi thứ đều ổn rồi rồi chúng ta bắt đầu xử lý thanh toán thì sau khi xử lý thanh toán xong, phê khách hàng xác nhận rồi, thì cái tiền từ issuer, tức là ví dụ bạn là người mở ở Sacombank ví dụ như vậy, và acquirer là việc bay thì lúc đó sẽ là một cái lệnh, các bạn thấy bước số 6, đó là một cái lệnh chuyển tiền từ tài khoản của bạn ở Sacombank vào tài khoản của Merchant mở tại cái acquirer bank. đó thì tất cả mọi thứ luôn xoay về một chuyện nó là chuyển khoản đúng mà bản chất tất cả mọi hoạt động thanh toán trên đời này đều là những hoạt động chuyển khoản hết. Chẳng qua ở các cái bước xử lý, những cái bước xác thực này nọ nó có những cái bước về công nghệ, những cái bước mà đảm bảo được cái sự bảo mật thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ về cốt lõi đều là những hoạt động chuyển khoản. Thì ở tới đây chắc các bạn cũng hiểu rõ hoạt động thanh toán ngân hàng rất đơn giản. Kết cốt lõi của hoạt động thanh toán ngân hàng rất đơn giản đều là hoạt động chuyển khoản hết. Tiếp theo là các bạn thấy là hệ thống ngân hàng số. Thì trong thời đại số hiện nay thì hệ thống ngân hàng số là một trong những hệ thống rất là đặc biệt, rất là đặc thù của ngành ngân hàng. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái hệ thống ngân hàng số được tích hợp. Đây là một lớp tích hợp để mà kết nối vào bên trong cái hệ thống core banking, hệ thống back end system. Thì ở đây đối với hệ thống ngân hàng số này mình sẽ nói chi tiết ở bài video clip tiếp theo khi mà mình hướng dẫn cho các bạn về ngân hàng số. Thì qua bài này các bạn thấy hệ thống của ngân hàng nó khá là đa dạng và nó có rất là nhiều hệ thống khác nhau để mà phục vụ các công việc khác nhau. Ngân hàng là một trong những cái môi trường có thể nói là đi đầu về chuyển đổi số. Có thể các bạn thấy là ngân hàng chuyển đổi số chậm, ứng ít áp dụng các công nghệ. Tuy nhiên, ngân hàng đã trải qua rất là nhiều đau thương về chuyển đổi số vì họ đã áp dụng rất nhiều hệ thống trong việc quản trị. Trong bài tiếp theo mình sẽ nói cho các bạn về digital banking để cho các bạn thấy là về mặt phát triển về digital banking của ngân hàng là một trong những cái chuyển đổi số mang tính dẫn đầu trên cái thị trường hy vọng sẽ giúp được các bạn chúc các bạn thành công hai lúa chào các bạn